Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 rồi anh em ạ. Và ngày mùng 1 tháng 9 thì có gì hot nhỉ? Vẫn là trong ngày nghỉ lễ. Không phải đâu anh em ạ. Mà hôm nay đó là cái ngày mà chúng ta sẽ có những cái phần quà mới từ cái hội viên đánh sao tháng 9. Ủa, cái hội viên tháng 9 này có gì mà đáng mong chờ thế? Hội viên đánh sao tháng nào mà chả mong chờ ông? Thật ra là đúng như vậy anh em ạ. Hội viên đánh sao tháng nào cũng rất là đáng để mong chờ. Chỉ có riêng hội viên đánh sao tháng 8 là phải nói thật với anh em là cái hội viên đánh sao tháng 8 là cho cái con trâu. Mà cái con trâu đấy thề với anh em, cái artwork nó chỉ được cái đẹp thôi, đẹp ở artwork thôi anh em ạ. Còn thì ở trong game á, nói thật với anh em là rất xấu. Nhưng mà không sao, chúng ta quay trở lại với câu chuyện ở đây. Đó chính là cái Starlight tháng 9. Thì Starlight tháng 9 chúng ta sẽ có gì hot nào? Chúng ta có đó là cái trang phục mới nhất của Winnerville, có tên gọi đó là Liên Tiên Tử, Hồng Liên Tiên Tử. Đây là một cái trang phục với tông màu chủ đạo là màu hồng. Và concept thiết kế, cái ngoại hình thiết kế của cái vị tướng Guinevere ở trong cái trang phục Liên Tiên Tử này này thì nó là thiết kế theo cái chủ đề là hoa sen anh em ạ. Trời ơi, nhìn cái em Guinevere này nó bánh bèo ghê gớm anh em ạ. Yo, mà khoan, chắc chắn rằng anh em đều biết là chúng ta khi mà chúng ta mua cái Starlight này, chúng ta sẽ có cái trang phục Hồng Liên Tiên Tử của vị tướng Guinevere này rồi đúng không? Nhiều anh em có hỏi là thế cuối cùng mua cái hội viên đánh sao này chỉ được mỗi cái trang phục Hồng Liên Tiên Tử của Guinevere thôi à? Còn được thêm cái gì khác không? Vậy thì đây, ở trong cái video clip này mình sẽ nói ngắn gọn rằng là cho anh em biết chúng ta sẽ phải tốn bao nhiêu tiền để chúng ta có được cái hội viên đánh sao này. Và ở trong hội viên đánh sao này có những gì, thật nhanh thôi, trong khoảng 1 đến 2 phút thôi. Bắt đầu cái video clip này ngay nào. Đầu tiên ý, thì cái số kim cương tối thiểu mà chúng ta có thể sở hữu được cái hội viên đánh sao tháng 9 cũng như là cái trang phục Hồng Liên Tiên Tử của vị tướng Guinevere này nó rơi vào khoảng độ 200.000 Việt Nam đồng. Cho nên nếu như anh em nào muốn nạp trực tiếp từ trong game á, thì anh em chỉ cần mua cái gói 219.000, nhận thêm 65 kim cương, tức là chúng ta nhận được tổng cộng 565 kim cương, là chúng ta đã đủ tiền để mua cái hội viên đánh sao hàng tháng rồi. Thì như anh em đang nhìn ở trên cái video clip, giá gốc của cái hội viên ánh sao cơ bản thì nó là 550 kim cương. Còn với cái hội viên ánh sao cao cấp ý, thì nó lên vào tầm là 1.100 kim cương. Thì tại sao lại có hai cái mức giá này? Tôi sẽ giải thích cho anh em. Thứ nhất đó là nếu như mà chúng ta mua hội viên ánh sao bình thường ạ, chúng ta vẫn sẽ nhận được đầy đủ các cái quyền lợi. Đó là chúng ta nhận được skin độc quyền của hàng tháng. Ví dụ tháng này là chúng ta có cái skin Guinevere Hồng Liên Tiên Tử. Sau đó chúng ta sẽ được mở khóa 50 cấp phần quà hấp dẫn nhận khi lên cấp. Và cuối cùng đó là đặc quyền hội viên đánh sao trong 31 ngày. Đặc quyền hội viên đánh sao thì chúng ta nhận được thêm quà này, rất nhiều vật phẩm giá trị. Chúng ta được chơi những cái vị tướng mà chúng ta chưa được mua, thậm chí là mang vào rank luôn. Và chúng ta được sử dụng những cái trang phục mà cái hội viên đánh sao này cho những vị tướng đó nữa. Đấy chính là cái đặc quyền của hội viên đánh sao. Ngoài ra thì còn có khung ánh sao này, xong rồi biến về này nọ kia, có rất nhiều ưu đãi ở trong hội viên đánh sao. Anh em có thể xem ở trong cái mục này. Còn đối với cái hội viên đánh sao cao cấp á, ngoài ba cái nội dung như anh em đang nhìn thấy, đó là skin độc quyền này, mở khóa 50 phần quà này và đặc quyền hội viên đánh sao trong 31 ngày, thì chúng ta còn nhận được thêm hai nội dung nữa, đó là trực tiếp nâng cấp lên 29 cấp. Tức là hội viên đánh sao này nó có 60 cấp anh em ạ. Thì vừa vào phát là anh em được trực tiếp nâng cấp lên 29 cấp luôn. Thì cái việc trực tiếp nâng cấp này ấy, nó sẽ giúp cho anh em giảm đi được rất nhiều thời gian trong cái việc cấy cuốc. Và cái việc trực tiếp nâng cấp này nó có giá là 2.900 kim cương. Và cùng với đó anh em sẽ nhận được một cái viên đá ánh sao trong kho phần thưởng ngay. Và như anh em đang nhìn thấy là tôi có cái phiếu giảm giá 20%. Do đó cái giá thực để tôi mua hội viên đánh sao này đó là 440 kim cương ở cái hội viên đánh sao cơ bản và 880 kim cương ở cái hội viên đánh sao cao cấp. Đây tôi sẽ mua cả hai luôn cho anh em xem, thì để xem rằng cái hội viên đánh sao nó sẽ cho chúng ta những cái gì khi mà chúng ta mua cái mốc cơ bản đây. Đó chính là cái trang phục skin của Guinevere Hồng Liên Tiên Tử. Cái trang phục này bánh bèo vãi cả trường, tông màu hồng chủ đạo nhưng mà xinh anh em ạ. Và nếu ai đã thích chơi cái vị tướng Guinevere này thì nên mua về. Đây cũng là cái cơ hội để cho những cái anh em tập Guinevere có thể chơi. Và sau đó là tôi nhận được thêm 200 vé nữa này anh em, và mở khóa cái mốc quà ở trong cái sự kiện hội viên đánh sao anh em ạ. Và cái mốc quà đầu tiên mà tôi nhận được đó chính là cái trang phục đổi màu của cái vị tướng Carry. Còn nếu như mà chúng ta bỏ ra 880 kim cương để mua cái hội viên đánh sao cao cấp thì nó sẽ như thế nào? Đây, nó sẽ như này, tôi sẽ mua cho anh em xem. Dĩ nhiên rồi, cái trang phục đầu tiên mà chúng ta nhận được vẫn là trang phục Hồng Liên Tiên Tử của vị tướng Guinevere này. Đó, sau đó là 200 vé này anh em. Và đặc quyền thì vẫn như cái cơ bản thôi anh em ạ. Và đây chính là cái sự khác biệt giữa hội viên đánh sao cơ bản và hội viên đánh sao nâng cao anh em ạ. Khi mà tôi đã được nâng lên level 32 luôn rồi anh em ạ, rất nhiều cái phần quà mà tôi có thể nhận ngay được từ cái hội viên đánh sao này. Ok, nhận thôi. Đó, kẻ lừa gạt, skin biến sắc của vị tướng Carry.
nhận được ngay từ level đầu tiên của cái sự kiện hội viên đánh sao. Sau đó là tôi đã nhận được phiếu giảm giá kim cương này, phiếu giảm giá ánh sao này, vé này, rất nhiều vé nữa, gói trải nghiệm skin này, mảnh tướng này, miếu thần đạo, con đường lục bảo, hiệu ứng biến về, váy may mắn. Rồi thì mảnh skin cao cấp, rồi dương skin ngẫu nhiên để nhận được một trong những cái trang phục thường ngẫu nhiên. Rồi đó là lọ ma thuật nhỏ và cái quan trọng nhất đó là cái đá ánh sao. Cái đá ánh sao này chúng ta sẽ tích lại để chúng ta đổi những cái trang phục có bán ở trong cái cửa hàng hội viên ánh sao anh em ha. Đây tôi sẽ mở cái skin ngẫu nhiên, cái dương skin ngẫu nhiên cho anh em xem là sẽ ra cái skin gì. Ra skin ngự lâm hoàng gia của vị tướng Leslie anh em ạ. Cái skin này thì tôi có rồi. Ok, đó là toàn bộ những cái điều mà anh em cần biết về cái tính năng hội viên đánh sao, cũng như là chúng ta sẽ phải bỏ ra tối thiểu là bao nhiêu tiền và tối đa là bao nhiêu tiền để mà có thể sở hữu được cái tính năng này ở tháng 9. Thì tâm điểm của cái video clip này mà mỡ tôi làm đó là vẫn về cái trang phục Hồng Liên Tiên Tử của cái vị tướng Guinevere này thôi. Thì đôi điều mà mỡ tôi muốn nhận xét về cái trang phục này đó là cái thứ nhất ý, là cái trang phục này nó thay đổi hoàn toàn hiệu ứng cũng như là thiết kế trang phục mà cái vị tướng Guinevere này đang mặc trên người. Nó đổi thành một cái thiếu nữ bánh bèo đích thực luôn anh em ạ. Mà thật ra cái vị tướng Guinevere này trang phục cơ bản cũng rất là bánh bèo rồi, nhưng mà cái tông màu hồng này làm cho tôi liên tưởng đến bánh bèo nhiều hơn. Thì những cái kỹ năng của vị tướng Guinevere này khi mà tung ra là có hiệu ứng hình hoa sen. Nhưng mà có một cái vấn đề đó là cái kỹ năng thứ nhất, sóng năng lượng của Guinevere anh em, thì nó vẫn chỉ bắn ra cái quả cầu năng lượng thôi, chứ tức là cái quả cầu hình tròn, chưa phải là bắn ra một cái hoa sen. Còn khi mà chúng ta sử dụng cái tuyệt kỹ ma pháp ạ, cũng như là cái chiêu cuối lễ đàn Violet, thì cái đóa hoa sen nó hiện ra nó rõ hơn hẳn. Cái giọng nói của cái vị tướng Guinevere này vẫn giữ nguyên, cái thao tác đòn đánh là vẫn không thay đổi, vẫn như vậy thôi anh em ạ. Nhưng mà có thể nói đây là một trong những cái skin mà mỡ tôi đánh giá là rất đẹp. Hơn thế nữa thì cái vị tướng Guinevere này cũng là một trong những cái vị tướng rất là mạnh ở meta hiện tại. Nó là một trong những cái con đấu sĩ mạnh, có thể nói là nhất của meta hiện tại này rồi anh em ạ. Bên cạnh đó là vị tướng Châu. Guinevere có đủ sát thương, có đủ hiệu ứng khống chế, cũng như là cái kỹ năng hồi chiêu rất là nhanh chóng, có thể ra vào combat cực kỳ an toàn. Và đây là một trong những cái vị tướng mà nhân dịp cái hội viên đánh sao này tháng 9 có cái skin Hồng Liên Tiên Tử thì tôi khuyên anh em nên mua về. Còn thì như anh em đang nhìn thấy, đây chính là cái gameplay của cái vị tướng Guinevere này. Còn nếu như mà anh em có hỏi tư vấn của tôi là anh Mỡ ơi, em nên mua con nào để leo rank dễ, thì Guinevere chính là một trong những cái tên như vậy. Chỉ có điều rằng cái kỹ năng của cái vị tướng Guinevere này, hai cái kỹ năng đầu tiên, cái sóng năng lượng cũng như là cái tuyệt kỹ ma pháp, thì thiên về định hướng nhiều hơn. Và chúng ta sẽ phải làm sao cho sử dụng cái kỹ năng này chính xác thì sức mạnh của Guinevere chúng ta mới có thể tận dụng được tối ưu hóa hết mức có thể. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng cái kỹ năng này trượt thì rất khó để mà có thể dùng sát thương được. Cho nên cái điều đầu tiên mà mỡ khuyên anh em khi mà mua cái vị tướng Guinevere này về, hãy cố gắng chơi cổ điển nhiều, chơi về máy nhiều và sử dụng cái lễ đàn Violet chuẩn xác. Cái cốt lõi sức mạnh và cái lối chơi của Guinevere nó nằm khá nhiều vào cái tuyệt kỹ ma pháp, tức là cái kỹ năng thứ hai có thể hất tung được cái địch hay không. Còn thì về cơ bản, Guinevere là một cái vị tướng farm rất nhanh với cái lối di chuyển vô cùng cơ động. Đó như anh em đang nhìn, cái khả năng farm cũng như là dồn sát thương 1v1 rất mạnh, có thể hạ gục được bất kỳ những cái mục tiêu nào ngoại trừ là tanker team bạn như anh em đang nhìn thấy ở trong cái video clip. Và dĩ nhiên rồi, rất dễ để có thể đạt được Maniac cũng như là Savage nữa. Thì đấy là những cái chia sẻ của mỡ tôi về cái trang phục này. Đây là một cái trang phục mặc dù không thay đổi về giọng nói, không thay đổi về thao tác đòn đánh, nhưng đây là một cái skin rất nên mua bởi vì nhìn nó rất đẹp, rất bánh bèo và rất là kiểu con gái, rất đẹp. Đó chính là toàn bộ những cái thông tin về cái trang phục Hồng Liên Tiên Tử của vị tướng Guinevere cũng như là cái hội viên ánh sao tháng 9 năm 2018. Và quan điểm của anh em như nào sau khi xem xong cái video clip này, hãy để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để mỡ tôi có thể làm thêm nhiều cái video clip như này cho anh em ha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.